lần đầu tiên mà gờ xuống một cái em nói trời ơi, mắt to đến vậy. Thường là những người á mà ốm mình dây thì người ta mới to, còn chuyện này à không có mặt nha, tròn trẻ cái người vừa lắm, nhưng mà tại sao em nghĩ như tại sao mà lại to như thế. Tới một ngày đồng ý cho lấn sân luôn, thử một cây gheo là dùng hết trơn cây gheo một tiếp gheo luôn á. Rồi bữa sau là em nằm luôn, xin nghỉ học luôn, là nằm mà bại liệt một chỗ luôn, ngồi hết nổi luôn á. Em tên là Nhân, họ tên đầy đủ của em á là Nguyễn Chí Nhân, em 21 tuổi và em đến từ Bạc Liêu. Em đang chuẩn bị lên năm 3 của trường Kinh tế Kỹ thuật Bạc Liêu anh. Cái dịch như vậy là em là cái chương trình học của em phải tạm gián đoạn một thời gian phải không? Từ lúc mà nghỉ dịch tới giờ cũng gần 3 tháng rồi chưa có đi học luôn. Cái tuổi thơ của Nhân á trải qua như thế nào, Nhân kể lại cho mọi người biết được không? Tuổi thơ của em á thì rất là đàn ông luôn á, là em không bao giờ chơi những trò chơi của con gái. Thường là mấy bạn trong xóm thì chơi bê này nọ, còn em thì không, em chơi với bạn nam mà. Ở dưới quê mà hay có ví dụ mà đi bắn chim mà nặng thun á, là em chơi những trò chơi đó đó, là em tối ngày cứ xách nặng thun đi ra ruộng là kiếm chim để bắn thôi mà. Nhưng mà tắm sông á, là ở dưới sông thường là có mấy mà cây mắm á để giữ đất ở dưới mé sông á, có mấy cái nhánh mà nó tua ra á, là em không bao giờ mà leo những cái nhánh mà ở dưới, em toàn leo những nhánh ở trên cao mà từ ở trên nào phóng xuống rồi lặn ở dưới rồi móc sình ở dưới lên trời nhá. Chơi như vậy có bao giờ bị tai nạn xong rồi bị bố mẹ đánh chưa? Hồi nhỏ là em sinh ra là nhà có một mình em là cháu luôn, bởi vì cưng dữ lắm, bởi vì làm cái gì cũng không có bị la hết trơn, thường là bị ăn hiếp chị má, rồi xong cái ba mẹ với nội đi qua bắn vốn mẹ người ta, chứ không bao giờ mà đánh em một roi nào hết trơn. Có một cái tuổi thơ nam tính như vậy giống như Nhân kể đó, thì đến khi nào Nhân mới phát hiện mình có một chút gì đấy lạ lạ so với các bạn nam khác? Chắc là em học lớp 8 á, khi mà lên lớp 6 là cái mối tình đầu tiên của em là em quen với một lúc hai bạn nữ luôn. Em thì em học lớp 6A chung với bạn này, rồi bạn kia thì lớp 6 học lớp 6B, mà nhà hai bạn nữ đó cách nhau có một căn nhà là tới à, bởi vì hai bạn nữ đó rất là thân. Và kiểu như hai bạn nữ thích mình á thì mình cũng có thích lại, rồi thấy bạn cua mình thì mình cũng đồng ý, rồi mấy bạn viết thư này nọ cho mình, mà lúc đó em vô tâm lắm luôn á, là không có viết thư không đọc, rồi xong cười xong để đó không bao giờ mà hồi âm thư gì của người ta hết trơn á. Tới một ngày á mà hai bạn đó không như nhìn như là biết hay sao đó, cái bữa đó sinh nhật em, cái hai bạn trong cái hộp quà, là lúc đó là em cứ nghĩ thôi là tặng mình đó là một cái cuốn sách hay là cái gì đó nhỏ nhỏ dễ thương. Khi mà mở ra một bầy thằng lằn ở trong nó túa ra, với là đứng tim không biết gì luôn, muốn gớt cái tim ra ngoài. Em rất là sợ thằng lằn luôn á, từ đó là không bao giờ mà chơi chung với hai bạn đó luôn. Sao mà quen lúc hai người vậy? Dạ lúc đó là cũng còn nhỏ, cũng đâu có biết đâu, là người ta cứ thích mình thì mình cũng thích lại thôi, chứ mình không có nghĩ mà tới chừng mà tới hai bạn biết, mà hai bạn kế bên nhà luôn hai bạn. Chắc do là biết em bắt cái hai tay nên mới tặng một mà tám thằng lằn cho em đó. Em bị cái triệu chứng mà sợ thằng lằn từ nhỏ, chị cứ như da nó cứ nhúng rồi tai cái móng chân nó quấu, rồi em rất là sợ luôn á. Ở nhà mà thường là có thằng lằn là em lấy chổi em quánh cho nó chết luôn á. Lên lớp 7 em vẫn tiếp tục với một bạn nữ luôn nha. Lên lớp 7 là em cũng học lớp chọn, học lớp 3A, học chung với bạn đó luôn. Là cứ khi là thường là một ngày á, là mẹ ở nhà, tại vì hồi đó trường trong quê là một buổi đi học á là cho có 10.000 à, sáng 10.000 chiều 10.000. Khi mà đi vô học á là cứ ra chơi á là hỏi bạn ăn gì không, đi mua là cứ mỗi sáng là bánh chai nước là bao nhiêu là cái gì cũng đổ cho bạn đó hết trơn, là mình không có giữ gì lại cho mình hết trơn. Tới khi mà em học lớp gần nữa, lớp 7 là em bạn đó không quen nữa, là lúc đó là mới tập thành chơi VD. Cái cơ duyên nào đem em đến cái việc chơi VD đó? Cái thời xưa là anh Hà Kỳ Nam với anh Huỳnh Thanh Liêm á, lúc đó là hai anh đó rất là nổi luôn á. Rồi clip rồi cơ hình của mấy ảnh đó là lúc đó cảm thấy nó sao sao trong lòng á, nó cứ làm như là nó gạo gực ở trong lòng vậy đó. Ảnh ra bao nhiêu video á là lu về má chân luôn. Cuối năm lớp 7 á là mấy bạn á là thường là đi chơi chung là đi nguyên lớp 7 con gái luôn, với thêm một bạn nam nữa là tụi em là học ở trường xã mà chạy ra tới ngoài chợ huyện á, đạp xe đạp hồi xưa á, đạp xe đạp chạy muốn xúc quần luôn, đạp ra ngoài ăn uống, rồi xong cái bạn mượn điện thoại em á là selfie chụp hình, xong cái coi hình tự nhiên vô tình á bạn lướt thấy những cái video đó. Lúc đó là em không biết nói gì luôn, lúc đó là cũng lắp lý mà không có đâu, tại vì thấy đẹp và luôn một hồi cũng khai thiệt tao bị như vậy đó, rồi tụi bay có nghĩ chơi với tao không. Cái bạn đó là mày bị như vậy thì tao cũng chơi với mày bình thường thôi, chứ không lẽ mày bị tao nghĩ chơi với mày. Cái có đám bạn nữ đó biết em bị đây thôi, còn lại là không ai biết luôn, trong số luôn ấy ai cũng nghĩ em là con trai thẳng hết trơn. Trước kia em vẫn thích con gái, em vẫn có tình cảm với con gái, khi mà tự dưng em thấy hình của hai bạn Nam và Liêm đó thì em cảm thấy hơi xốn xang trong lòng, thì em có cảm thấy là bản thân mình có một cái gì đấy kỳ quặc không?
Dạ lúc đó thì em cũng cố phủ nhận là ồ tại sao lúc đó mà mình quen con gái mà tại sao mình coi những cái clip như vậy mà mình lại cảm thấy nhau. Gạo gực trong lòng á, em cũng đặt dấu chấm hỏi. Rồi tới khi mà em quen con trai là em quen tới bây giờ luôn, không dứt được luôn. Chị nghĩ là bẩm sinh thôi, ai trong cộng đồng LGBT đều là bẩm sinh hết. Ngày xưa mình nhìn con gái mình thấy đẹp, mình thích thôi nhưng chưa chắc gọi là yêu. Đã từng yêu con gái rồi mà thật sự là trai hẳn rồi thì sẽ không bao giờ thích con trai. Chứ đâu có tự nhiên mà đang yêu con gái xong mà thấy con trai thì thích đâu, đúng không? Nhiều khi là mình không có biết nó cưng. Hồi xưa mà tắm xong là mê mấy anh trong xóm á, mê. Lúc mà tắm xong mà cởi trần á, tới khi mà bơi qua sông lúc đó là em không có dám bơi tại lúc đó là sợ cá sấu á, sợ cá sấu lắm nhưng mà là vẫn muốn tắm xong tại vì tắm chung với mấy anh cũng rất là đẹp. Cái khi mà bơi qua sông là cứ leo lên lưng vậy đó mấy anh chở qua sông. Dạ xong là mê lắm mấy anh, là hay là cõng mình trên lưng á rồi bơi qua sông á, khi bơi qua sông cũng chơi tàn ác cho em lắm. Bơi qua sông cái bỏ em bỏ chứ bơi về ơn em mất kêu ba em bơi xuồng qua rước em về. Khi mà em phát hiện ra bản thân của mình rồi ha, em come out với bạn bè trước, bao lâu sau thì em quyết định come out với gia đình em? Lúc mà come out gia đình em là hồi năm em học lớp 10, mà lúc mà cái em quen cái người con trai đầu tiên á là em quen cũng không có sâu đậm gì mấy, nói chung là cũng là lạc chừng khoảng chừng tuần lễ à. Tại đó là cảm giác mới quen con trai, cảm giác nó thấy nó sao sao á. Anh đó ảnh ở ngoài chợ huyện, cái anh chạy vô cũng chở đi ăn uống này nọ, rồi xong một tuần cái tự nhiên biệt tâm biệt tích luôn, không thấy tâm hơi tâm hết gì hết trơn luôn, là mất tiêu luôn, là cái bút Zalo rồi số điện thoại là ổng chặn mất tiêu luôn, là không có liên lạc gì nữa, là từ đó là mất tích luôn. Từ cái khoảng thời gian đó là tới em học lớp hết lớp 9 luôn á là em không có quen ai nữa, tại vì lớp 9 là cuối cấp rồi, để chuẩn bị là chuyển sang lớp 10 để thi tuyển sinh á. Khi mà lên lớp 10 á là cái mối tình đó là mối tình sâu đậm đầu tiên của em luôn, cũng là qua mai mối á, tại vì em hay đi ăn chung với bạn nữ này, mà bạn nữ này á là học chung trường với bạn bạn kia, cái xong cái đi ăn chung rồi cũng gặp, rồi bạn kia cũng mai mối rồi đi học á, cái dính là tại vì lớp của em á với lớp của bạn kia á ôn tuyển sinh á là rất là sát nhau luôn, không có cắt cái phòng nào hết trơn á, hai đứa mới biết nhau gì cái về nhắn tin rồi cua qua cái cua lại cái tự nhiên cái dính luôn. Bữa đó đi học về cái hai đứa chở nhau đi ăn rồi xong cái em đi về về nhắn tin cho mình, cái bạn kia nói là ồ mày có tin là ồ ngày mai á vô lớp tôi hung mày không. Thế là em cũng nghĩ á ồ không lẽ thằng này nó chơi trong lớp mà sao nó dám, em cũng nghĩ là ồ thằng này chắc là nó chơi thôi, nhưng mà không sao, bữa sau nó làm thiệt. Khi mà ra chơi á là khi em đi vô phòng nó chơi đi, tại phòng nó là ra ngoài hết trơn rồi, bên lớp á là khi mà em qua là nó kêu em là dạ, ngồi nó đi rồi đấy, nó đi mua đồ ăn mua nước vô cho em. Là khi mà nó mua vô xong nó để lên bàn, nó lợi á, nó lấy cái tay nó khoát rồi cái da em gì nè, hú hồn hết trơn luôn, rất là run trong người em, run bạch gì nè, cái nó nhào lên nó hôn, cái em đẩy nó ra, em nói mày bị điên hả, trong lớp á mày hôn đi cho người ta thấy rồi cho đổ quần á cái trường này. Cái khoảng thời gian mà hai đứa nghỉ hè á là khi mà nghỉ hè tại không có cho đi chơi, từ nhà em qua nhà bạn đó thì cũng cỡ khoảng 30 mấy cây á, hai đứa lấy đồ lấy diện cớ là đi bán đồ online để đi giao hàng để mà đi gặp nhau thôi. Đi bữa đó là buổi tối em xin mẹ là mẹ ơi cho con ra ngoài chợ huyện con ăn uống với mấy đứa bạn con chút xíu, đặc biệt không có đi với mấy đứa hè hết trơn, là em từ bên đây em chạy qua tới bên nhà bên kia luôn, từ nhà em mà qua bên tới tới trường á là đường đông dữ lắm, mà từ trường qua tới một khúc có khoảng 5 cây nữa cũng rất là đông, mà từ cái khúc đó mà qua bên tới nhà bạn vắng tanh luôn, lâu lâu xa xa mới có cái nhà như vậy đó mà đồng lúa mênh mông luôn, đi tới chừng khoảng từ 10 cây tới cái cầu ngã sáu rồi xong mới ôm cái cua vô trong chừng 100 thước nữa, ôm cái cua đó mà chạy vô tới bên xích bên trong chừng khoảng 2 cây số nữa, hai bên đường rồi nó là như trong phim ma như vậy đó, cây khói sùm kế bên mà xa xa mới có cái nhà, mà đi xích chổng chừng 2 cây mà qua thêm một cái cây cầu nhỏ nữa. Mới có lớp 10 mà không biết tại sao mình lại có gan dạng mình đi tới mức độ đó, qua cây cầu mà có một cái căn nhà tranh, mà cái căn nhà tranh nó y như trong phim cung thi sao, là nó y chang như vậy luôn anh. Cái căn nhà đó là kế bên được như một nhúm mộ luôn, nguyên một bề luôn như một gia phả mộ vậy đó. Từ chỗ đó mà đi vô nhà bạn cũng cỡ mấy cây nữa, ruộng lúa, tao nói là ruộng lúa mà có trâu nữa anh. Em đi vô bằng đó, cái bằng đó chở em ra ngoài chợ huyện, chở đi ăn uống này nọ, rồi xong tới khi mà về á, cái lúc về là lúc cũng 9 giờ đêm rồi, lúc đó là cái khoảng thời gian mà động trời nhất của em, đi về vừa đi vừa niệm Phật á anh, vừa đi mà vừa niệm Phật mà rung hết trơn, chạy xe mà rung tay hết trơn luôn, không có dám chạy. Khi mà gia đình em biết chuyện lúc đó là em á là đang đi học về, lúc đó là còn cũng
phơi phới nó tới nhà luôn, vô nhà không thấy ai hết trơn. Cái mới vô cái em mới hỏi thằng em của em á là ủa ba mẹ đâu rồi, cái thằng em của em mới nói là ba mẹ ở trên nội á, cứ mới kêu em lên chở anh đi, nhà có chuyện á, tự nhiên không biết chuyện gì hết trơn á. Bố hai dượng hai ba mẹ mới chở ngon, bà nội chở nữa, là nguyên một nhà luôn tụ họp lại đông, em không biết chuyện gì hết trơn á. Cái nhà vô la tới tấp luôn, hồi cái bà nội mới khóc, cái bà nội mới nói là ủa chúng là cũng cưng chiều chuộng, không có để cho ai làm gì, cũng không để làm, nói chung là bảo vệ từ nhỏ đó, mà tại sao mà lớn lên mà lại như vậy, mà tại sao quen con gái không quen mà đi quen con trai, con đâu phải là bê lê bóng gió như vậy đâu. Lúc đó là cũng cãi lại, em mới nói là ai nói cho nội rồi nhà mình biết gì. Cái nhà em mới nói là không có ai nói, nhà tự biết, nhưng mà em biết là có một người nói, tại vì cái người này là ở gần xóm em, người này không nói chứ không ai nói. Lúc đó em cứ khẳng định là người đó nói, hai bên cứ cãi như vậy, cái em khóc, em chạy về em ở trong phòng. Rồi em không biết sao mà từ đó tới chiều cái tin đó tin tới nhà cố em luôn, mà lên tới cố là gọi là nguyên tập hợp với một cái là gia tộc vậy luôn á anh. Đó là như một cái như là bao công mà xét xử tội nhân như vậy đó. Tại vì ông nội bà nội á là thứ hai là con cả trong gia đình á, bởi vì là những người bà cô á mà có la cũng nể mặt á, là kêu em á là ông cố thì ông cố ngồi đó, cố thương em đó, ông cố có la hay chưa. Còn mấy bà cô là thường á sau hè của ông cố á trồng rất là nhiều chút, bẻ chút vô á là mấy cây nào mà cây bằng chừng hai ngón tay em vậy đó, lại hay là bắt lên dáng cuối mà kiểu như quýnh mà không có quýnh chúng á, mà đập kiểu như là cảm giác như là mình bị hoảng loạn tinh thần á, đập xuống bụi dáng, bắt em cúi lên đó vậy đó, mà đập xuống mà đập bể hết cây này tới cây kia luôn á. Tại sao mày lại như vậy, rồi tại sao mày lại quen con trai trong dòng họ mình á, từ đó tới giờ không có ai mà bị như vậy hết trơn, mà tại sao mà thân gia mày làm bị như vậy, chửi những cái câu mà rất là nặng nề, cứ như là mình muốn bị sang chống tâm lý luôn á. Em về chứ ở trong phòng thôi, mà khi mà em chiều mà ra đi tắm á là xe mất tiêu luôn. Lúc đó là em mới hỏi cha em á là ủa xe con đâu rồi, là con nói là sao em tao đi cóc rồi. Lúc đó là không cho em chạy xe luôn, là quyết định là cho em nghỉ học ở nhà luôn, là cắt đứt toàn bộ mọi liên hệ ở bên ngoài của em luôn, là điện thoại em cũng tịch thu nè, xe em là đem lên trước mà khóa mấy cái lớp mà tích á, dây tích á, là khóa lại mấy lớp tích luôn, là chữ là không cho em chạy xe luôn. Em cứ nằm trong phòng là lúc đó là bỏ ăn luôn, không ăn uống gì hết trơn á. Cái mấy bữa sau em mới nghe, vô tình nghe mẹ nói với cha á là nhìn con người ta đi học á, mà nhà mình cũng đâu có thiếu thốn gì đâu, mà con mình nghỉ học tuổi cho mẹ khóc. Lúc đó là em cũng bắt tâm lý cũng nhanh lắm. Lúc đó là ở trong phòng đi ra buổi chiều ra ăn cơm, đánh vô tâm lý liền. Lúc đó là giả mà khóc, rồi con hứa cho con đi học lại đi, rồi con không có quen con trai nữa. Mà cũng chứng nào tật nấy, cũng như vậy à. Qua cái ải đi học rồi là quen con trai nữa. Lúc đấy đi học lại rồi thì em vẫn gặp lại cái bạn người yêu mà em đang quen chứ đúng không? Dạ, lúc đó là nhà em đánh vô tới bên nhà bạn kia luôn, kiểu như là đánh mà diệt mấy người xương, mà đánh chậm như đánh là diệt, là tổng gốc luôn á, không cho quen bạn kia nữa. Tới khi mà đi học á là hai đứa lâu lâu cũng nhìn, tại khi mà vô học á là sắp lớp, là sắp chung, em với bạn đó vô chung một lớp luôn. Cái rồi chết rồi, rồi khi nào mà có mẹ đi học phụ huynh rồi lỡ gặp làm sao. Mà lúc đó cũng nghĩ trong bụng gì đó, chừng khoảng 15 phút sau tự nhiên trường đổi danh sách, em mới chuyển qua cái lớp kế bên, bạn học lớp 10 19 bố, học lớp 19 năm, là cũng sát bên luôn. Từ đó là em với bạn đó cũng không có nói chuyện nữa. Trong khoảng thời gian mà em học cấp 3 á, là em quen rất là thân với một bạn nữ luôn, là đi chơi cũng đi chung, rồi đi nhậu cũng đi chung nữa. Lúc đó là bạn đó quen người yêu của bạn đó, là dẫn vô nhà chơi, nhưng mà khi mà dẫn vô nhà là anh hai của ghệ của bạn đó đó. Cái xong cái anh hai của người yêu của bạn đó đó tự nhiên cái để ý mình, rồi xong cái về cái xin Zalo và xin số điện thoại này kia, rất là dẻo miệng luôn á. Lúc đó nhà em đâu có cho em con trai nữa đâu, là đi vô chổng rồi nhậu nhẹt ăn uống này nọ. Khi mà đi về là cũng cắp kè, mà lúc đó là sau cái mối tình thứ nhất á, là những cái mối tình sau á, là em không có thương người ta, ngộ chứ. Cái bạn nó dẻo miệng sao, là nhà em thì không có cho em nguyên con trai nữa. Bạn đó mà quen em mà lúc đó là đòi qua bên tới nhà em rước em luôn. Lúc đó là em xanh mặt hết trơn luôn, em nói là không có được, có đem có được đâu, đừng có lì, mày qua đây tao chửi mày gán chịu. Hoặc em bây giờ vậy thôi, chứ mà lúc mà cự lộn là cái cốt đàn ông nó nổi lên liền. Nhưng mà bạn đó nhận liền như thế nào? Em đi vô em tắm, lần đó qua bên tới nhà luôn, là xin không biết xin năn nỉ ôi sao đó, ba mẹ em cho em đi. Rất là dẻo miệng luôn, là chút xíu mình là mình siêu, nói với mình chút xíu là mình siêu lòng, cho dù giận cỡ nào giận là không có còn mà chống cự gì nổi. Là ổng hay cho tiền em á, mà không bao giờ mà cho tặng mặt luôn, lúc nào cũng nhét trong cái khi mà em đi học thể dục đó, là rủ vô trong nhà chơi, là em với bệnh chân á, em không bao giờ điên mình luôn, sợ vô chồng bị luộc á.
là đi lúc nào cũng rủ đi một bạn nữ kế bên đi theo, cái cặp học đi học á, cái để đó là lúc nào cũng nhét tiền vô trong cái cặp em hết trơn á. Bữa đó cái em về, cái em lục cặp cho em thấy á, cỡ lúc đó là cỡ 4-500 á, lúc đó là thời ở quê 4-500 cũng lớn lắm luôn á. Cái em họ điện em học cho bạn nói là lúc đầu là chói, không có ấy. Cái một hồi cái bạn đó mới nói là của anh bỏ vô anh cho em đó. Cái nói là ủa tôi đi học rồi ba mẹ tôi cho tiền chứ tôi đâu có cần gì đâu mà tôi xin mấy người. Cái nó nói một câu trời, nó một câu mình siêu luôn á. Tiền của anh cho vợ anh không được, tiền của anh cho vợ anh không được. Bữa sau đem tiền qua trả, vẫn đem tiền qua trả. Nghe trả xong cái chủ nó lén là đút vô cặp mình đi lại tết á, là cũng vô nhà cũng chở đi chơi này nọ. Rồi xong cái em mới rủ là thôi vô nhà của em dâu của anh chơi lớp đó, vô nhà của nhỏ bạn thân của em đó, đi vô chổng chơi ăn uống này nọ, xong cái đi về. Cái đó là đòi qua nhà em ngủ nữa, ngủ được một đêm hay sao đó. Cái qua bữa sau cái đòi ở trong nhà em tiếp, tại tết mà cái ba em không chịu. Nó rất là đi nhậu về buổi chiều á, rồi không biết nói chuyện sao đó, rồi ba em mầm ba em quậy lên luôn, ba em không cho cái đồ đuổi. Cái xong cái hai đứa em mới dọn lên cô hai. Dọn lúc đó là cô hai cũng chấp nhận, cô hai cũng thương á. Cô hai kêu là thôi là hai đứa lên cô hai ngủ đi. Lên tới chợ đâu ngủ ở nhà cô hai đâu. Buổi chiều hai đứa tắm thay đồ xong dọt ở bên nhà của con nhỏ bạn em chơi nữa. Khi mà ăn nhậu xong á, cái này mới rủ em qua bên khách sạn ngủ. Em nói rồi, kiểu này đi bển thế nào cũng bị luộc cho coi. Cứ biết con đứa đó là em không có thương con này. Cái em mới vô, em mới nói nhỏ với mẹ của bạn này. Mẹ của bạn cái bạn mà thân với em á, bà mới chạy ra, bà mới nói là thôi cho Nhân ở đây nó ngủ với con Trân đi, con Quảng con ngủ đi. Lúc đầu là nói ông cũng không đi luôn, chứ ông nói là ngủ mình rất là sợ ma. Là đàn ông con trai gì ai mà sợ ma. Khi mà em ngủ nhà bạn Trân rất là em phá Zalo luôn, phá Facebook luôn, điện thoại đổ tắt hết trơn luôn, nhà em điện trời hết trơn. Không biết cái mẹ em bên đây là khóc xỉu tùm lum hết trơn, tưởng là em bỏ nhà đi với ông này rồi. Chừng 2 ngày sau cái mở điện thoại lên, cái cô Út ở bên nhà cũng mới điện qua, con đi đâu không dài với nhà mẹ con khóc rồi xỉu ở nhà kìa. Đó là bắt xe từ ở bên nhà bạn Trân mà qua bây giờ tới nhà em rồi. Nhà em bình thường lại, nói chung là cũng không bình thường lắm, nhưng mà nói chung là cũng tạm chấp nhận á. Là cứ khoảng một thời gian như vậy đó mà lúc đó em cũng hơi có tình cảm chút chút, và tại vì ổng làm cho mình nhiều điều á. Một thời gian sau á là ổng đi trên Bình Dương ổng làm, lên chỗ làm cái ổng có người khác, em với anh đó cũng chia tay luôn, không có quen nữa. Tại lúc đầu là mình đã bản thân mình đã không thương người ta rồi, nếu mà người ta có người khác thì mình để cho người ta đi tìm thuốc người ta, chứ em không có níu kéo gì với anh đó nữa. Em vẫn thường kể đến cái đoạn mà em sợ bị luộc, có nghĩa là đến bây giờ em vẫn chưa có lần đầu tiên luôn hả? Dạ, lần đầu tiên của em thì cái mối tình mà sâu đậm thứ hai của em á, lúc đó là em học hết 12 rồi, em đậu lên bên trường kinh tế luôn, các em lên cho em học. Lúc đó là còn cái áo mà vừa lưu á, nhắn tin ở trên chợ anh tự nhiên cái vô tình cái em bấm cái hình bạn đó, xong cái em thoát ra, cái bạn đó mới thấy á, kiểu như là hiển thị người xem á, cái bạn đó vô có nhắn tin làm quen này nọ. Rồi xong cái lúc đó mình về mình cũng cô đơn mà, hay là mình thử cái người ta tỏ tình, hay mình chấp nhận mình yêu đại đi coi sao. Mà ai ngờ dính cái mối tình thứ hai sâu đậm. Anh ơi, lúc đó là có khoảng thời gian mà em nghỉ học luôn á. Lúc đó là bạn ấy ở dưới nhà, bạn ấy lên trên chợ em, bạn ấy ở kiểu như là bạn ấy hay lên bên em á, rồi em cũng hay xuống dưới bạn đó chơi. Mà em ở thành phố Bạc Liêu, bạn đó thì ở với mẹ bạn đó ở dưới Gành Hào, chạy xuống dưới chơi. Hai đứa đi nhậu. Lúc đó là mẹ bạn đó dẫn cho đi ăn, rồi xong cái đi nhậu đó là về tỉnh say mát hết trơn luôn. Cũng chính lần đó là mất lần đầu tiên luôn á. Là mỗi lần là cứ muốn là dụ đi nhậu, nói chung là nó muốn là nó dụ đi nhậu và nó ngộ như vậy đó. Em ơi, giờ vấn đề là cái lần đầu tiên của em nó diễn ra ở đâu và như thế nào á? Thì em xuống là em ở bên tiệm của mẹ bạn đó, tại mẹ bạn đó là làm tiệm nail á. Em ngủ ở bên tiệm nail của mẹ bạn đó luôn. Kế bên phòng á là có nhỏ em gái của bạn đó nữa. Xuống lúc đầu là đi nhậu về, cái em vô em ngủ luôn. Cái bọn đó dẫn xe vô này nọ rồi vô rồi tắm rửa. Bọn đó tắm rửa xong em tắm không nổi luôn á, là đi dẫn đi thay đồ. Là bọn đó thay đồ cho em, không biết lúc đó là em kiểu như là ngồi vậy hết nổi, chứ như chóng mặt đó, ngồi vậy không có nổi nữa. Mon men thay đồ xong rồi nhào vô luôn, hết biết đường đỡ luôn, không biết đường đỡ bằng cách nào luôn. Lúc đó là cũng còn nhận thức được, nhưng mà xong vô rồi mình không biết đường đỡ bằng cách nào luôn. Lúc đó là cứ im đệm cho qua, nhưng mà âm thầm chịu đựng. Nhưng mà quan trọng là em có thích hay là không, âm thầm chịu đựng, nhưng mà quan trọng thích đó không? Nói chung là mình cũng mình rất là thương thiệt rồi, mà cũng thích đúng không? Tại lần đầu tiên là thích thiệt. Vậy là vui vẻ ha. Khi mà hai đứa quen nhau thấm thía xong, cái tôi là thương lúc đó. Mối tình thứ hai là thương dữ lắm luôn á. Lúc đó là em nghỉ học, em xin nhà em nghỉ học luôn, đi lên Sài Gòn làm với bạn đó. Tết đó về á, nhà em thương bạn đó dữ lắm luôn á, là giặt từng cái quần cái áo, quật cái quần cái áo nhỏ của mẹ em á, là lôi ra giặt bằng tay, giặt hết trơn luôn, biết cách lấy lòng lắm. Là khi mà em nghỉ học, em xin nghỉ học, em lên Sài Gòn em làm, là lúc đó là mẹ em mất cảm tình với bạn này luôn. Là cứ nghĩ rồi tại tại nó mà
em mới nghỉ học rồi đánh mất tương lai của mình như vậy đó. Khi mà lên cảnh làm là hai em làm chung công ty, mà hồi nhỏ là em bị được kiểu cái mà cưng chiều á, lên chảnh là kiểu như bị người ta ăn hiếp á. Em cũng cự lại cái chị mà quản lý á, kiểu như chị không thích mình á, trong công ty ai cũng thích em hết trơn mà chỉ có bà quản lý á, bà không có thích em, bà xuống kiếm chuyện hoài luôn, nói tại sao mà hàng tới em không làm mà tại em đứng em chơi, mà trong khi đó là em vẫn làm bình thường. Cái em mới cự lại với chị quản lý á, cái xong chị quản lý nó kêu trả em lên phòng nhân sự, trả em lên nhân sự, cái em cũng lên nhân sự với chị đó luôn. Lên chứ em cũng giải bày lý do này nọ, cái chị nhân sự kia mới là thôi xuống làm nó đi, cái chị đó không có kiếm chuyện ở đâu. Lúc đó là em quyết định em nghĩ là em nghĩ là em với bạn đó không có làm chung công ty nữa, em qua công ty thứ hai em làm á. Từ đó mới có chuyện xảy ra đó, ghen tuông mù quáng rồi là sợ như là em đi ra đường hay em đi ra đường là em lấy người ta liền vậy đó. Lúc nào cũng quan mang về cũng cự lộn, trời nó mày đi hay mày đi vô bản làm, lúc đó là mày tao với em luôn. Khi mà quen một cuộc tình chính thức rồi em không bao giờ mà thích cái xưng hô là mày tao, bình thường thì anh em hoặc là giận dữ lắm á là tôi với mấy người chứ không bao giờ xưng hô mày tao. Lúc đó là bạn đó xưng hô mày tao với em, mới nói là mày đi ra ngoài đi, mày đi vô bản mày làm đi. Em mới nói bạn đó là ủa làm như tôi đi ra đường á, tôi đi ra ngoài kia á, qua bên bản làm tôi lấy người ta liền vậy đó, gặp cái nhào vô hốt người ta gì ở chung với người ta liền vậy đó. Cái cự lộn nói chung là ngày đây qua ngày khác á, cự lộn cái hai đứa mới không có ở chung nữa. Mà lúc đó là bạn đó là lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ luôn á, là từ lúc mà ở dưới là khi lên chảnh luôn. Khi mà em về đây á là em bị dính như một cái em bị cái khúc mà bị duyên âm, không biết là anh Tuấn với chị Chi có tin về tâm linh không, nhưng mà lúc mà em về là em bị dướng như cái vụ duyên âm, là em không bao giờ mà em quen ai được luôn á, là cứ quen cứ vài bữa là banh, vài bữa là banh. Khi mà ngập ở xong lại mới gặp được người yêu hiện tại. Hiện tại thì em với người yêu em là chung trong căn phòng ở Bạc Liêu. Người yêu hiện tại của em á là làm bên karaoke. Em với người yêu của em cũng quen bên qua bên bờ lưu luôn. Bữa đó cái ông về đúng 2 giờ sáng, ổng nhắn tin cho em á, ổng điện nghe ổng nói là bây giờ anh qua bên em được không. Mới nghĩ trời giờ này qua chi 2 giờ sáng gì cha nội. Khi ổng dẫn xe vô phòng rồi, khi ổng đi tắm á, em mới hỏi là ủa anh trong phòng á, trong nhà vệ sinh nó có khăn tắm chưa, để em lấy khăn tắm cho anh nha. Vô tắm xong cái ra cái hai đứa cũng ngủ. Lúc đầu là hai đứa ngủ là chặn cái ôm chắn giữa. Cho chị hỏi là ai chặn cái ôm? Em chặn hay là bạn kia chặn? Dạ em là người chặn cái ôm. Mà khi mà tới khi mà ngủ á, tại vì sáng là em đi học sớm, em chặn cái ôm chắn giữa không là buổi tối là mon ngoan nha, là em cũng thiêm thiêm em cũng muốn ngủ rồi, cái nhào qua phát cái tay qua ôm, rồi xong cái hôn nhẹ lên trán một cái. Ở lúc đó em cũng không có để ý gì á, mà hỏi cái đạp cái gối ra mon men lấn xong qua chị. Biên cương phòng thủ dữ lắm mà cứ cũng banh chậm hết trơn. Trời, có cái gói mà nghĩ sao mà biên cương phòng thủ. Trời ơi, cái gói này cầm dục lên cái là sao, không có gì đâu mà biên cương phòng thủ cơ. Chết rồi, chết. Cái này là toàn là thua trắng á nha cưng nha. Mấy người nguyện lúc trước của em á là nó không có to đến như vậy luôn á. Lần đầu tiên mà gờ xuống một cái em nói trời ơi. Nó to đến như thường là những người á mà ốm mình dây thì người ta mới to, của ông chuẩn này nha, không không mập nha, tròn trẻ cái người vừa lắm. Nhưng mà tại sao em nghĩ tại sao mà lại to đến như thế. Lần đầu tiên á mà lấn sân sang em á, không được rồi, đi ra đi không được, quá trời đau rồi, đau dữ lắm luôn á. Lúc đó là không có cho nữa, lúc nào cũng đi làm về của ông cũng mon men như vậy đó. Như là cũng cỡ đâu là gần 3 tháng trời em không cho vô luôn á, quen nhau cũng khoảng 3-4 tháng rồi, thấy cũng thương thiệt, và hai đứa cũng thương nhau đó. Tại khi mà em muốn ăn cái gì đúng không là đi mua về liền. Tới khi mà buổi sáng đi làm vậy phải không, em nói là anh ơi em muốn ăn xôi, là nguyên thành phố Bạc Liêu là chạy hết giáp ngõ đường luôn, chỗ nào bán xôi là mua về cho em muốn đi chơi phải không, là xin nghỉ chở em đi chơi liền. Ngày này qua ngày nọ cứ ổng cứ hy sinh cho mình như vậy đó. Cái tới một ngày á đồng ý tới một ngày đồng ý cho lấn sân luôn. Từ một chai gheo là dùng hết trơn, chai gheo một tiếp gheo luôn á. Rồi bữa sau là em nằm luôn, xin nghỉ học luôn, là nằm là bại liệt một chỗ luôn, ngồi hết nổi luôn á. Cái vấn đề nào kể gì được mà kêu đại học vậy. Thì em quyết định nói là chia tay. Em chỉ cần nói là anh ơi em có cái này muốn nói. Thì lập tức ông hỏi là em muốn chia tay đúng không? Là anh rất là hợp lý. Anh chỉ cần giờ một cái là anh biết rồi. Có nghĩa là những cái tin nhắn đó nó quá tình cảm mà. Em nên cảm nhận được cái sự gắn kết giữa hai người đúng không? Đúng rồi. Với bà Quốc nó cũng thừa nhận luôn mà. Tại vì hai bạn nhắn tin qua lại vậy là hai bạn đã thừa nhận luôn. Và anh chấp nhận. Hai bạn chấp nhận chứ. Không. Thì trên lúc mà em ngồi xe đò về á, thì anh gọi lại cho em. Tự nhiên cái ông gào lên khóc, ông nói là anh mất em rồi.
Tại vì thực sự ra lúc đó là mình có một cái gì vậy à, thời điểm đó là anh thấy là bản thân anh bị bất lực vì anh vẫn còn ở nhờ nhà ông anh hai của anh và Quốc không, anh tối hôm đó thì Quốc không được ở chung với anh trong tối hôm đó à, rồi anh phải đưa Quốc về giữa đêm đi hơn như vậy. Rồi anh sự nghiệp anh là chưa có, tức là cái khoảng thời gian anh lên Sài Gòn một năm như vậy mà anh chưa có gì hết à, hơn một năm à, như vậy mà anh cũng chưa có gì trong tay, anh cảm thấy là anh đã thấy bất lực. Nên là con người anh lúc đó là anh gào luôn, anh cảm thấy anh rất là, nhưng mà lúc đó là thời điểm mà anh cảm thấy là anh rất là yêu Quốc, là thời điểm đó. Thật ra anh cảm giác anh Huy đã rất là có tình cảm với em từ lúc đầu cơ. Nhưng mà vấn đề của anh Huy là như vậy nè, anh tự quyết định hết mọi thứ. Và đôi khi anh tự cho là anh có đủ khả năng để kiểm soát cảm xúc cá nhân để có thể hướng tới một cái mục đích. Nhưng mà đến khi mà anh kìm hết nổi thì nó bung ra mà. Đúng rồi. Tại vì tình cảm mà anh mình không có đủ lý trí để mình lấn át được. Đến khi mà ông gạt như vậy thì em có bị xúc động. Nhưng em không liền. Nhưng mà em không trả lời lại được. Tại vì thật ra lúc đó em cũng rất là thương Huynh. Tại vì người em thương em xác định là Huynh. Thì trên xe em không nói gì được nhiều, em tắt máy. Xong rồi trên đường em về thì sau đó là chuỗi ngày chúng ta không bao giờ gọi cho em nữa. Sau đó bắt đầu gọi liên tục, nói là em ơi đừng có bỏ anh, bạn kia không có em còn có người khác, còn anh không có em là không có ai hết trơn. Nhưng mà cái điều mà Quốc quyết định quay lên Sài Gòn với anh đó, là cũng là tại vì thời điểm đó anh cũng nhận ra là anh đã bỏ Quốc một khoảng thời gian quá dài. Và lúc đó là anh mới là anh cũng có suy nghĩ là tại vì lúc đó anh cũng nói chung là nếu mà với cái số tiền anh đang có, anh có thể về Cần Thơ anh sống nó cũng sẽ vẫn thoải mái và có thể lập nghiệp ở Cần Thơ. Nhưng mà tuy nhiên thì lúc đó là anh lại nghĩ đến hướng khác, mà anh sẽ về dưới Cần Thơ và làm việc ở Sài Gòn và lâu lâu đi về đi lên thì bạn, nhưng mà một tuần thì hai lần hai ngày thì có những lúc anh về có buổi chiều đó buổi chiều là 3-4 giờ tới là tối đi lên là Sài Gòn rồi. Tức là em thấy được cái sự cố gắng lúc nào để đi khuyến kéo từ Sài Gòn xuống Cần Thơ là 3 tiếng, lúc thời điểm đó 3 tiếng mấy, 3 tiếng mấy gần 4 tiếng 1 đó. Ở đó anh đâu có xe đâu, cái thời điểm đó là anh vẫn đi xe đò. Chưa kể là đi thì lúc đó thời điểm đó anh rất là tiết kiệm nha, đi xe buýt từ Gò Vấp anh đi xe buýt về tới bến xe miền Tây đó, rồi mới đi lên xe đi về. Thời điểm đó thực sự thời điểm đó anh lúc nào cũng dành dụm tiền đó, tại vì lương của anh mới ra trường thời điểm mà anh mới bước chân lên Sài Gòn thời điểm đó là chỉ có 7 triệu đồng. Lương rất là thấp mà anh phải làm thêm rất nhiều công việc, gần như là anh không có thời gian cho những cái việc khác, không có cái thời gian cho việc enjoy luôn. Đó thì anh nghĩ là nếu như một quốc lên sẽ không chịu được nổi cái việc vất vả của anh. Tại vì anh bây giờ là em nghe anh nói là anh nghĩ không phải là em vẫn chưa cảm thấy là anh đã bao giờ hỏi quốc là quốc nghĩ gì về điều đấy chưa. Thậm chí anh chưa hề mở lời là em có thể đồng hành cùng với anh không. Đúng. Em cảm thấy là quốc sẽ luôn là một cái người không biết ngày mai trời nó sập lúc nào. Có một lúc đó anh nghĩ, xong anh lại làm, xong ông đâu có tin. Thì đó, cái chuyện anh Tuân nói cũng là cái chuyện em trách ổng trong cái thời điểm đó. Tại vì nếu mà anh nói là đem em lên là một cách này cũng chưa chắc. Em có thể làm bất cứ việc gì để có thể trang trải, có thể trả tiền nhà trọ mà. Đó là tiếp ba thời gian này. Thật sự cá nhân anh không thấy anh Vy chia sẻ như thế là ý là nói là một cái nặng. Nhưng mà ý anh là không biết làm sao để cuộc sống của em nó có thể thoải mái và có thể vun vén cuộc sống hai người đầy đặn nhất. Thì cái ý của anh không phải là tôi đem lên là anh sẽ nặng nề hơn không phải? Chính xác, hai ngày ngày năng lượng và hai chục. Đúng rồi. Và sau đó thì là 2015 là Quốc quyết định lên Sài Gòn đó. Thì anh cũng tìm được làm cho Quốc ở trên này với những cái mối quan hệ của anh. Nhưng mà thời điểm đó thật sự ra là anh cũng chia sẻ với anh là thời điểm đó là anh cũng vẫn còn thích một cô gái khác. Vẫn có thích của cái sự quyết định mà anh quyết định anh với Quốc đồng hành là tại vì cái cô gái đầu tiên đó là cô gái ấy đi theo bạn trai giàu hơn, còn cô gái thứ hai á là đi lấy chồng. Trong thời điểm 2013-14 gì đó là cô gái lấy chồng và rồi anh thấy vậy thôi, không mệt, không nhức đầu. Anh cảm thấy thua với em, anh cứ quên ai là người ta đi thôi. Nhưng
tại vì không nhiều, không, anh đầu tư có công việc nhiều quá, học hành thi cử công việc đó, nên là như vậy. Xong 2015 Thầy Quốc lên với anh được, xong thì 2016 là đúng sau 3 năm anh rời Cần Thơ là anh sẽ được kinh nghiệm của mình, là cái điện thoại kinh nghiệm của anh, rồi sau đó là xảy ra một câu chuyện đó, câu chuyện năm 2017 là thời điểm đó là tại vì phải tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau. Dạ. Thì anh có làm một cái từ thiện, làm một chương trình từ thiện, thì thời điểm đó anh làm MC, thì anh làm cái chương trình từ thiện đó, thì có một cái bạn người mẫu đó, anh có kết nối với bạn người mẫu đó, bạn nó cũng rất là dễ thương, thì cũng kết nối, thì tại vì anh thời điểm đó là anh nghĩ là nếu kết nối với bạn này thì là có thể về phòng khám, bạn ấy là đại diện cho phòng khám, nhưng mà không phải là kết nối theo cái kiểu là yêu đương hay gì đâu. Dạ. Thời điểm đầu đó là công việc, đúng là công việc thôi, đúng rồi, nhưng mà sau đó thì cảm thấy là cũng dễ thương. Và thời điểm đó thì Quốc đó thì lại làm ở xếp quần áo. Dạ. Thì Quốc làm xếp quần áo, thì cái thời điểm mà khi Quốc làm xếp quần áo thì Quốc khá là bận rộn công việc, nhưng mà tại vì ở trong nhà thì lúc đó Quốc với anh là ở chung với mẹ Quốc nữa, thì lại có một cái sự cố nhỏ nhỏ xảy ra, thì cái sự cố đó làm cho anh cảm thấy rất là buồn. Yeah. Và Quốc với anh lúc đó lại có một cái chút rạn nứt, vì bản thân anh là anh lại lo công việc, Quốc cũng lo công việc, và xong thì anh quen bạn kia. Wow. Thật là công việc rất thầm chứ. Là đi vào một là để đúng là anh có quen bạn kia, có nghĩa là đang muốn giải thích cho tại sao dẫn tới kết quả này là do một phần là em, nhưng mà ok, nhưng mà anh Huy là một dạng người là em cũng không biết chuyện em có mấy ngày là bị em phát hiện liền à. Em phát hiện ở mép bên nào em? Tức là ngày hôm đó là những cái ngày cuối năm là hai mấy Tết rồi, thì vô tình tự có một cái cuộc gọi nói em không nghe đi, nói ôi không nghe bạn kia nói gì, tự nhiên bắt điện thoại lên đó, anh biết rồi ngày mai anh tới. Xong cái tự nhiên qua ngày hôm sau biến mất tiêu luôn, điện thoại không có gọi được, nhắn tin cũng không được, rồi là em nghĩ là chắc có cái gì đó rồi đó, chứ còn gì nữa. Dạ. Xong cái tối rồi về em mới tối hôm sau mới về là đi một đêm với anh. Xong em mới chạy ra ngoài cái xe, lúc đó còn chạy xe ra, em mới dỡ cái xe lên thì em thấy trong đó có một cái túi đựng một cái quần bơi, có cát và nước biển ở trong đó. Mà đi một ngày mà đi biển chắc là chỉ có đi một tàu thôi. Sao đi xa vậy? Đi gần cho nước biển. Rồi sau đó thì em mới lục tiếp trong cặp của anh, thì em thấy một cái khóa đơn khách sạn. Rồi là em hiểu rồi, nhưng mà em muốn xác nhận lại một lần nữa để em biết chắc anh sẽ chọn. Cho nên em gọi thẳng lên khách sạn đó. Em mới nói giả bộ, em nói là em của em ngày đó ba mẹ em la nó cho nên nó giận nó bỏ nhà đi và nó chỉ liên lạc với em. Rồi hôm nay em thấy cái nó nói là đang ở khách sạn anh, nhưng mà bây giờ em gọi cho nó không được, có cách nào em liên lạc được hay không, em lo cho nó quá. Thì bạn ấy nghĩ là chắc là người thân thật rồi, cho nên nó nói đúng rồi, ngày hôm qua có hai bạn chạy chiếc xe đó là nam cao to ở tới đây ở. Rồi là em xác định rồi đó. Ngàn em quy mô trên Hàn Quốc 10. Trời ơi, Quốc ơi. Em lạnh người. Trời ơi, anh cái phản ứng của nó là mình hơi lạnh lạnh người nhẹ em kia mà mình còn chuẩn. Tại vì thực sự là lúc đó là anh chỉ nghĩ đến cái chuyện là anh cũng quý, anh là không muốn làm thơ tổn thương người khác. Anh thì cái bệnh đó là anh muốn tổn thương người khác. Nhưng mà thực sự ra là anh thấy ok, tại vì cái bạn đó cũng giúp cho anh giải bài được cái stress của anh. Còn trong khi Quốc, lúc thời điểm đó anh với Quốc đang có những cái dạng đó, thì anh cảm thấy nó hơi gọi là nhức đầu á. Anh mệt với công việc nên anh muốn coi giống như là cho nó bớt stress. Dạ. Thì ai mà nó bị lớn hơn sau. Dạ. Thì anh có nói với Quốc là thôi cho anh 2-3 tháng anh chia tay từ từ, chứ còn mà em chia tay gắt thì cũng tội nghiệp ta. Thì anh nói vậy, nhưng mà bạn nói anh là anh bảo là cho anh dặn dặn với bạn kia xong à. Em mà làm được là em đi tu được rồi đó, cho nên em mới nói với anh tôi như thế này. Bạn đó là người mẫu, dạ, bạn đó có ngoại hình khá là đẹp. Thì sau đó em cũng nói chuyện với anh Huy, xong rồi em nói chuyện thẳng với bạn đó, em nói về mối quan hệ của em với anh Huy. Thì bạn nói ồ em không biết, em xin lỗi. Thì nhưng mà sau đó bạn em vẫn tiếp tục qua lại với anh Huy, và bạn ấy trả lời với em là bạn tới với anh Huy không phải vì tình cảm mà vì mục đích khác.
Dạ, còn anh Huy thì nói là em cho anh thêm 2-3 tháng thì em đừng có đi, để cho anh thư thả, anh chia tay bằng kia. Nhưng mà em không làm được. Ai mà thì đó là câu chuyện như vậy. Nhưng mà sau đó thì cũng cuối cùng thì sau 2 tháng, tức là ngày mà Quốc rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi nhà luôn, Quốc rời khỏi nhà luôn. Đúng rồi, ngày 19 tháng 2 năm 2018. Đầu tập là đầu năm 2017. Đầu không năm 2017 hả? Tết năm 2017. Thì sau đó là vừa qua Tết là em dọn đi liền. Thì em dọn đi là ngày 19 tháng 2 năm 2017. À, sau đấy thì nhân thấy không? Dạ. Yeah. Không, sai rồi. Anh đã được cái giải áo dài đẹp nhất vào năm 2017. Không, em kể. Cái này em không thể quên được. Đây hả? Thật ngày 8 tháng 3 năm 2017 là anh... Dạ, áo dài ngày 19 tháng 2 là ngày em dọn khỏi nhà. Ngày 19 tháng 3 là bắt đầu ngày sinh nhật của anh Huy. Anh là anh chủ động tìm lại em sau 1 tháng. Tại vì khi mà em dọn nhà đi là anh đi lock toàn bộ liên lạc với em hết, không liên lạc gì với em. Em tin quá. Dạ. Em thấy em khủng quá không? Thấy là em đã trận mắt tốt còn rất nhiều. Rất nhiều là em tin quá. Sau đó ngày 19 tháng 3 là bắt đầu anh Huy nhắn cho em một cái tin là mọi thứ vẫn còn nguyên cái đó, không có gì mất mát hết. Nếu mà còn được thì ngày 19 tháng 3 gặp nhau ở Cần Thơ, nên mà mình lần đầu gặp nhau dưới đó thì em cũng đi. Ngày hôm đó em đến Huy cũng gặp dưới đó. Và Huy vẫn lại tiếp tục câu chuyện là anh sẽ về bạn này từ từ. Dạ, thì sau đó là bạn này có dọn vào chung. Em đi chừng 8 ngày là anh Huy rước bạn nó về nhà ở chung. Nhưng mà như sau đó có mấy tuần là bạn ấy dọn đi, không hợp. Tại vì anh cho đó hiểu là cái người mà ở chung với anh đó là sẽ có nhiều áp lực, rất là nhiều áp lực. Để cho